Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. SUV Kia Seltos đã có mặt tại Mỹ thêm rất nhiều công nghệ hỗ trợ lái. SUV mới của Kia được phát triển trên nền tảng của Hyundai Kona, nhưng so với Hyundai Kona, trang bị trên Seltos có nhiều tính năng hiện đại hơn. Kia Seltos 2021 vừa lộ diện tại triển lãm La Auto Show 2019 với thiết kế được liên tưởng tới đối thủ cạnh tranh Jeep Compact hoặc là Ford Escape được hãng xe Hàn Quốc giới thiệu từ đầu năm Kia Seltos giờ mới chính thức có mặt tại thị trường Mỹ Kia Seltos sử dụng cùng nền tảng với Hyundai Kona có cùng kích cỡ, kiểu dáng và thông số kỹ thuật tổng thể Được xếp trên Seoul phổ thông nhưng dưới Sportage SUV mới sử dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Kia có nhiều nét tương đồng với Telluride 3 hàng ghế Khả năng ở Pro của Kia Seltos 2021 được nâng tầm đáng kể nhờ khoảng sáng gầm xe trên 18cm và tùy chọn dẫn động với tất cả các bánh xe ABWD. Khi chọn ABWD, xe sẽ có kiểm soát hướng lực kéo, khóa bi sai trung tâm và hệ thống treo sau đa điểm. Bán ra thị trường Mỹ, ở đầu quy tới, Seltos sẽ có 5 phiên bản gồm có LX tiêu chuẩn EX, EH, S2.0, S1.6 và SX cao cấp nhất sẽ có hai tùy chọn động cơ 2.0 hút khí tự nhiên cho công suất 146 mã lực và mô men xoắn 179 Nm và tăng áp 1.6 4 xi lanh cho công suất 175 mã lực và mô men xoắn 264 Nm. Động cơ 2.0 sử dụng hộp số vô cấp IVT trong khi động cơ tăng áp 1.6 gắn với hộp ly hợp kép tự động 7 cấp. Tất cả các phiên bản Seltos đều được trang bị gói Drive Wise của Kia với hệ thống hỗ trợ lái nâng cao chủ động và bị động, có tính năng cảnh báo tài xế mất tập trung, tránh va chạm trước, trợ giúp lái xe trên cao tốc, cảnh báo chạch làn và hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình bằng radar, cảnh báo phương tiện băng qua phía sau và hệ thống cảnh báo mở cửa thiếu an toàn khi xe đang đỗ. Tại Mỹ, Kia Seltos 2021 hiện có giá khởi điểm chưa tới 22.000 đô la, tương đương 510 triệu đồng tiền Việt Nam. Các bạn đang xem video trên kênh ô tô giá rẻ chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa chúc các bạn lái xe an toàn vui trẻ hạnh phúc và thành công